Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Trầm Tường luyện chế ngũ hành chân nguyên đan đã thông thạo cực kỳ, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Để ở đây một ít luyện đan sư kinh thán, bởi vì Trầm Tường bây giờ là không có sử dụng lò luyện đan, chỉ là bỗng dưng luyện chế đều có thể luyện đến tốt như vậy có thể thấy được hắn cơ sở phi thường vững chắc ở phương diện này bọn họ vương giả đại lục bên trong tuổi trẻ luyện đan sư khó có thể so được với trầm tường bất quá vương giả đại lục người vẫn là cho rằng trầm tường không thắng được bởi vì trận này luyện đan thi đấu không phải so đấu thuật luyện đan mà là so với ai khác nắm giữ tài nguyên nhiều vốn chính là công bằng tranh tài chính là vì để trầm tường thua ở nơi này theo cái kia trong suốt trong đan lô hào quang chậm rãi co rút lại hết thảy dược linh khí cùng thuốc bột đều ngưng tụ ở lò luyện đan tối thượng tầng, nhanh chóng xoay tròn. Mọi người nín hơi ngưng mắt nhìn, bọn hắn đều nhìn ra được đây là sắp ngưng đan. Đột nhiên, cái kia một đại đoàn trong suốt khí vụ tách ra thập phần, điều này nói rõ đều sẽ ngưng tụ xuất 10 hạt ngũ hành chân nguyên đan, dựa theo cái kia phân giá cả biểu đến toán. Chính là giá trị ngàn vạn tinh thạch, đây cũng chỉ là một lò mà thôi nửa canh giờ cũng chưa tới trầm tường liền luyện chế ra một lò ngũ hành chân nguyên đan bất quá tại cùng hắn đồng thời tham gia thi đấu luyện đan sư nhưng luyện chế ra hai lô đến nhưng tổng thể giá cả vẫn là xa xa thấp hơn trầm tường ngũ hành chân nguyên đan nhưng bọn hắn vững tin trầm tường không có quá nhiều ngũ hành chân nguyên đan dược liệu cho nên bọn hắn vẫn là vô cùng tin tưởng thắng lợi bởi vì căn cứ bọn họ đối với ngũ hành chân nguyên đan dược liệu hiểu rõ, biết loại dược liệu này phi thường khó có thể trồng, không có khả năng có lượng lớn. Bình thường đều là một phần một phần xuất hiện. Trầm tường đem này 10 hạt hoàn toàn trong suốt viên thuốc liền để vào hoa hương nguyệt cái bàn kia phía trước đại trong hộp ngọc. Hoa hương nguyệt cùng tài phán các lão đầu đều dồn dập cầm lên kiểm tra thấy là thượng thừa phẩm chất những này tài phán lão đầu đều dồn dập sợ hãi than phẩm chất, tốc độ, xuất đan số lượng, trầm tường đều làm được hoàn mỹ, có như vậy cơ sở, sau đó nhất định có thể trở thành một tên phi thường xuất sắc luyện đan sư. Hiện tại vương giả đại lục người cũng có chút lo lắng, bởi vì bọn hắn hiện tại hãm hại trầm tường, sau đó nhất định sẽ bị trầm tường nhớ kỹ. Chấn hệ làm cương cũng không hảo. Phải biết trầm tường thân phận phi thường đặc thù, bởi vì hắn vẫn là hoàng cẩm thiên đồ để người mang thái cực hàng long công tương lai nói không chắc có thể trở thành thái vũ môn trưởng giáo hơn nữa còn sẽ như hoàng cẩm thiên như vậy đứng ở toàn bộ phàm vũ giới đỉnh điểm nhất đương nhiên hơn nữa luyện đan sư cái này tên tuổi đây chính là muốn so với hoàng cẩm thiên lợi hại hơn nhiều hiện tại ta muốn dùng lò luyện đan rồi trầm tường cười cười đem một bên viêm long bảo lô bắt được trước mặt mình hắn mở ra lò luyện đan cây nắp sau đó lấy ra một cái hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí một đi đến trong đan lô tập trung vào dược liệu thấy những dược liệu này mọi người phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô bởi vì đây là ngũ hành chân nguyên đan dược liệu hơn nữa còn là xử lý quá trầm tường thấy cái kia bốn cái vương giả đại lục luyện đan sư đều có thể trực tiếp sử dụng xử lý quá dược liệu cho nên hắn cũng làm cho tô mị giao trước tiên làm được bởi vậy hắn là có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn luyện nhiều hơn chút ngũ hành chân nguyên đan. Đập chết đám người kia, lòng tuyết di cười cợt nói. Thần vũ các quyền cao chức trọng lão nhân sau khi nhìn thấy, không khỏi nhíu mày đến, trầm tường lại luyện chế một lò đi ra. Đó chính là 20 triệu tinh thạch hơn nữa hiện tại bọn hắn đều không xác định trầm tường còn có bao nhiêu ngũ hành chân nguyên đan. Nói không chắc trầm tường thật sự sẽ thắng đến cuộc tranh tài này số 1 đến thời điểm mất mặt có thể chính là bọn hắn lúc này nghị luận bên trong người đột nhiên dừng lại âm thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trầm tường chỉ thấy trầm tường một cái tay dựa theo cái kia giường như hỏa đá quý màu đỏ bên trên đan lô cái tay còn lại rồi lại lấy ra một cái hộp ngọc hộp ngọc mở ra bên trong dĩ nhiên lại là một phần ngũ hành chân nguyên đan dược liệu hắn muốn làm gì lòng của mỗi người tạng đều kinh hoàng bọn họ giống như đoán được trầm tường muốn làm gì nhưng cũng khó có thể tin tưởng được Trầm tường cười nhạt nắm lên trong hộp ngọc những này xử lý quá ngũ hành chân nguyên đan dược liệu tập trung cái kia trong suốt trong đan lô. Hắn lại muốn đồng thời luyện chế hai lô. Chuyện này, đây quả thực là một cái tiểu người điên. Làm hải hồ khẽ một tiếng, cái khác đại lục bá chủ cũng mở to mắt nhìn trầm tường. Có thể thấy luyện đan sư không sử dụng lò luyện đan luyện đan này đã xem như là mở mang tầm mắt nhưng hiện tại trầm tường nhưng muốn đồng thời luyện chế hai lô, một lò là dùng lò luyện đan một lò là không cần nếu quả thật chính là nếu như vậy như vậy trầm tường liền tương đương với hai cái luyện đan sư đồng thời luyện đan cái này căn bản là nghịch thiên tu vi hoa hương nguyệt khoảng cách trầm tường gần nhất nàng là đã sớm biết trầm tường nắm giữ rất nhiều dược liệu nhưng không nghĩ tới trầm tường vẫn để cho nàng cảm thấy bất ngờ dĩ nhiên đồng thời điều khiển hai cái lò luyện đan nhất tâm nhị dụng mặc dù là luyện đan tối kỵ nhưng trưởng khống đến hảo cái kia hiệu suất sẽ càng cao hơn những này tài phán lão đầu đều là đan dược trong vòng đỉnh cao tồn tại mà ở đây cũng có rất nhiều cái khác đại lục cao giai luyện đan sư lúc này bọn hắn đều bị trầm tường cử động sợ đến nói không ra lời một người đồng thời điều khiển hai cái lò luyện đan đây là rất nhiều luyện đan sư tại trong ảo tưởng mới dám việc làm nhưng hiện tại trầm tường nhưng muốn làm cho bọn hắn xem liễu mộng nhi nhìn trầm tường cái kia dày rộng vai trong lòng âm thầm đắc ý nàng tại thế trầm tường cảm thấy kiêu ngạo trầm tường đều là có thể làm xuất một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình nàng đã không cảm thấy kinh ngạc trầm tường lộ ra như thế một tay để vương giả đại lục người nhất thời áp lực rất lớn bọn hắn đều không ngờ rằng trầm tường dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy ngũ hành chân nguyên đan dược liệu hơn nữa còn giống như đến có chuẩn bị dĩ nhiên đều là xử lý quá ngũ hành chân nguyên đan dược liệu trầm tường còn có hơn trăm phân so đấu dược liệu hắn là chắc thắng đồng thời luyện chế hai lô đan đây là trầm tường sớm đã có ý nghĩ bởi vì hắn luyện chế một lò thời điểm đều cảm thấy thành thạo điêu luyện đặc biệt là sử dụng viêm long bảo lô loại cao dai này đồ vật lúc nếu như hắn có thể đồng thời luyện chế hai lô đan hắn là có thể nhanh chóng luyện chế ra lượng lớn ngũ hành chân nguyên đan có thể tranh thủ thời gian trong vòng nửa năm bước vào cảnh giới cực hạn Viêm Long bảo lô tình huống bên trong ngay ngắn có thứ tự, hắn đã thông thạo đến không thể lại thuần thục mặc dù là một tay tiến vào hỏa, nhưng hắn nhưng thả ra lượng lớn hỏa diễm. Hơn nữa đều là thiên dương chi hỏa, là luyện đan cực phẩm chi hỏa. Huyễn pháp bảo lô bên trong cũng bị hắn rót vào hỏa diễm, hỏa diễm bắt đầu đốt cháy dược liệu. Theo dược liệu bị thích hợp hỏa diễm đốt cháy, những này mỹ lệ ngũ sắc hào quang xuất hiện lần nữa, để cả tòa điện phủ đều bị loại xinh đẹp này quang hà bao phủ. Trầm Tường trong đầu chính đang diễn luyện hai cái lò luyện đan tình huống nội bộ, này đối với hắn mà nói cũng là một loại rèn luyện. Là một loại tăng cường hắn đối với diễn luyện pháp thông thạo phương pháp, nếu như hắn có thể làm được, hắn diễn luyện pháp lại sẽ lần thứ hai tăng lên một cái cấp bậc. Tại hắn cái giai đoạn này mà nói đã xem như là phi thường không dễ. Nếu như Trầm Tường hiện tại có huyền cấp trung phẩm đan dược liệu, hắn nhất định sẽ thử nghiệm đi luyện chế một phen, bất quá trước đó, hắn đến bảo đảm thần thức đến nhất định giai đoạn. Bằng không đến thời điểm không đủ tinh thần đi duy trì diễn luyện, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Không bao lâu nữa, Trầm Tường liền mở ra cái kia Viêm Long bảo lô cái nắp, từ bên trong lấy ra 10 hạt Ngũ Hành Chân Nguyên Đan, này lại mọi người thất kinh, bởi vì hắn dĩ nhiên luyện hảo điều này làm cho tất cả mọi người cho rằng thời gian trôi qua rất lâu. Hắn dược liệu giống như vừa bỏ vào không bao lâu chứ. Vũ khai minh giật mình hỏi. Trầm tường không cần lò luyện đan luyện chế ngũ hành chân nguyên đan tốc độ đều rất nhanh. Đổi lò luyện đan sau khi dĩ nhiên càng nhanh hơn. Viêm lòng bảo lô bên trong thời gian vốn là cùng bên ngoài không giống. Bên trong có các loại thời gian trận pháp luyện chế thủ pháp phi thường huyền ảo. Có một ít cao dài đan cần mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể luyện chế thành công vì tiết kiệm thời gian mới có nhân nghĩ ra muốn luyện chế ra loại lò luyện đan này nhưng loại lò luyện đan này cũng rất ít cần đỉnh cấp luyện đan sư cũng đỉnh cấp luyện khí sư liên thủ mới có thể hoàn thành bất quá tô mị giao từng nói cũng có thể là một người chính mình hoàn thành chỉ bất quá người này vừa là luyện đan sư cũng là luyện khí sư ở đây rất nhiều người nguyên bản cho rằng nếu như là đồng thời điều khiển hai cái lò luyện đan tốc độ hẳn là là giống nhau như vậy mới có thể càng thêm hảo trưởng khống nhưng trầm tường cũng không phải hắn hoàn toàn là nhất tâm nhị dụng hai cái lò luyện đan tình huống bên trong đều là hoàn toàn khác nhau lúc này hắn lại lấy ra một hộp xử lý quá ngũ hành chân nguyên đan dược liệu tập trung vào viêm long bảo lô bên trong truyền vào hỏa diễm kế tục luyện đan hiện tại không tiếp tục cho rằng trầm tường thất bại đều nhận định trầm tường là cuộc tranh tài này người thắng cái khác đại lục mặt trên bá chủ hiện tại đều âm thầm vui vẻ bởi vì bọn hắn thấy lão nhân kia sắc mặt cũng không phải là rất dễ nhìn muốn diệu võ dương uy vương giả đại lục hiện tại bị trầm tường mạnh mẽ đà kích một phen loại tâm tình này có thể tưởng tượng được ra hiện tại vương giả đại lục cái kia thần vũ điện cao tầng cũng hối hận đem trầm tường mời tới, nếu như trầm tường đạt được thắng lợi, sau đó truyền đi, nhất định sẽ cười nhạo vương giả đại lục. Bởi vì vương giả đại lục làm xong phi thường chu toàn cũng không có chuẩn bị thắng trầm tường, hơn nữa còn thảm bại. Thi đấu thời gian là 3 canh giờ, hiện tại chỉ là đã qua một canh giờ, trầm tường liền luyện chế ra 10 lô ngũ hành chân nguyên đan, đây cũng là 100 hạt dựa theo cái kia tham khảo giá cả đến toán, đây cũng là 100 triệu tinh thạch. Đồng thời luyện chế hai lô ngũ hành chân nguyên đan, điều này làm cho trầm tường luyện chế tốc độ càng nhanh hơn, này một canh giờ hắn cũng chỉ là vừa mới chín tất phương thức này. Đón lấy hắn càng nhanh hơn. Trầm tường hiện tại chính là một cái luyện đan cuồng nhân, đang đeo đuổi cực hạn tốc độ cùng xuất đan số lượng đồng thời, có thể bảo đảm đan dược phẩm chất loại tài nghệ này chính là để rất nhiều cao giai luyện đan sư đều cảm thấy xấu hổ. Cổ trưởng giáo, người này tiểu sư thúc hắn có bà nương không có ta có một cái con gái, tư chất coi như không tệ. Một lão giả đứng dậy đi tới cổ đông thần bên cạnh. Thấp giọng hỏi, cổ đông thần cười nói, người cũng đừng nghĩ thầy ta thúc có nữ nhân hơn nữa. Khà khà, trầm tường thê tử là tiết tiên tiên, tại Đông Hải có chút danh tiếng tuổi so trầm tường tiểu tư chất thượng thừa lại là liễu mộng nhi đồ đệ sau này nói không chắc sẽ tiếp quản thần binh thiên quốc đương nhiên cổ đông thần còn biết trầm tường cùng liễu mộng nhi làm ra mà liễu mộng nhi một cái khác đồ đệ là anh u lan lại là trầm tường kết nghĩa muội muội cho nên hắn biết trầm tường không thiếu nữ nhân liền liễu mộng nhi loại này phong hoa tuyệt đại nữ tử đều tới tay cái khác mặt hàng tự nhiên cũng rất khó bị trầm tường coi trọng lại một canh giờ đi qua, Trầm Tường lại luyện 15 lô Ngũ Hành Chân Nguyên Đan, mà cái khác bốn cái vương giả đại lục luyện đan sư gộp lại đều không có hắn luyện nhiều lắm. Tổng giá trị tức thì bị Trầm Tường xa xa bỏ lại đằng sau. Trầm Tường âm thầm cười lạnh, những người này nguyên bản muốn hắn thua rất khó nhìn, nhưng hiện tại cái kia bốn cái vương giả đại lục luyện đan sư đều không nhấc nổi đầu lên bất kể là so đấu dược liệu vẫn là so đấu thuật luyện đan bọn hắn đều kém xa tít tắp trầm tường thi đấu vừa bắt đầu vương giả đại lục cũng đã thua hiện tại vương giả đại lục những luyện đan sư kia một mặt kinh thán trầm tường thiên phú một mặt cũng hy vọng vương giả đại lục có thể nắm giữ loại thiên tài này đương nhiên bọn họ cảm thấy thắng thua đã không còn quan trọng bởi vì bọn hắn đã thua phi thường triệt để tâm phục khẩu phục lão nhân kia nguyên bản nhíu mày nhưng hiện tại rồi lại khôi phục dáng dấp ban đầu, nhìn trầm tường một lò lại một lò luyện chế ra ngũ hành chân nguyên đan, hắn tâm cũng đã chết lặng. Ba canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi, mọi người cũng không cảm thấy được thời ý gian rất dài, bởi vì xem trầm tường luyện đan để bọn hắn rất mức ẩn. Đặc biệt là những này ngũ hành chân nguyên đan một hạt lại một hạt bị lấy lúc đi ra. Tuy rằng không phải của bọn hắn, Hoa hương nguyệt nhìn mình phía trước cái kia trong hộp ngọc mấy trăm hạt ngũ hành chân nguyên đan, cái kia yêu diễm phủ mị mặt tràn đầy kinh ngạc ba canh giờ. Trầm tường tổng cộng luyện chế 40 lô, mỗi một lô đều là 10 hạt, không có thất bại quá một lần, hiện tại tổng cộng là 400 hạt ngũ hành chân nguyên đan. Người ở chỗ này đều là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy ngũ hành chân nguyên đan, tuy rằng những này viên thuốc đều là trong suốt nhưng toàn bộ chất đống ở một cái hộp ngọc bên trong. Vẫn để cho nhân cảm thấy phi thường chấn động đang khiếp sợ trầm tường thuật luyện đan đồng thời, mọi người cũng khiếp sợ trong tay hắn nắm giữ tài nguyên, hắn là từ nơi nào làm ra nhiều như vậy dược liệu. Người thắng, đây là cho phần thưởng của ngươi. Lão nhân kia đi tới, đưa cho trầm tường hai cái hộp, một cái hộp bên trong là bạch ngọc hạt sen. Một cái khác chính là cái kia ngũ hành huyền nguyên đan, đây cũng là muốn so với ngũ hành chân nguyên đan chân quý rất nhiều lần địa cấp thượng phẩm đan liền tính trầm tường đem hắn luyện chế ra mấy trăm hạt ngũ hành chân nguyên đan bán đi đều đổi không tới trầm tường mỉm cười tiếp nhận thi đấu vừa kết thúc liền không cần làm tiếp cái gì phán xét vương giả đại lục sảng khoái như vậy cũng làm cho trầm tường cảm thấy bất ngờ hoa hương nguyệt đem hộp ngọc kia đưa cho trầm tường đây đều là trầm tường ngũ hành chân nguyên đan để rất nhiều bá chủ nhìn ra trông mà thèm còn có thời gian nửa năm không biết những đồ vật này có thể hay không làm cho ta bước vào cảnh giới cực hạn, nói thật sự ta rất muốn đạt được cái kia tạo hóa quả. Trầm Tường cười nói, luyện đan thi đấu, đối với Trầm Tường hắn mà nói chỉ là một cái nho nhỏ thắng lợi. Nói thật sự ta phi thường hy vọng ngươi có thể tới tham gia luận võ, đến thời điểm chúng ta vương giả đại lục tuyệt đối hoan nghênh ngươi. Lão nhân kia nói rằng, Trầm Tường đã thắng một lần. Để bọn hắn vương giả đại lục đại bại, bọn họ đương nhiên muốn đòi lại, chỉ bất quá Trầm Tường không chịu tham gia luận võ. Liền tính Trầm Tường bước vào cảnh giới cực hạn, vương giả đại lục cũng là có tự tin để Trầm Tường thảm bại, bởi vì đây là luận võ, không phải luyện đan thi đấu. Huống hồ trận này luyện đan thi đấu căn bản không tính là, hơn nữa có quá nhiều không biết nhân tố. Trầm Tường đạt được cái kia Ngũ Hành Huyền Nguyên Đan, lại có nhiều như vậy Ngũ Hành Chân Nguyên Đan? nói không chắc trong vòng nửa năm thật sự có thể bước vào cảnh giới cực hạn mọi người lúc này cũng phi thường chờ mong bởi vì bọn hắn trên đại lục đệ tử kiệt xuất đều là nơi này thảm bại trọng thương mà về vương giả đại lục nhân vương huyết mạch quả thật làm cho rất nhiều đại lục người không nhấc nổi đầu lên rất nhanh trầm tường hoàn toàn thắng lợi tin tức liền truyền khắp toàn bộ thái vũ môn rất nhiều tại vương giả đại lục thảm bại người đều cảm thấy một tia vui sướng, chỉ ít vương giả đại lục không phải thật sự lợi hại như vậy, vẫn có nhân năng lực ép bọn họ một bậc. Mặc dù chỉ là tại về mặt đan dược, trầm tường vừa về tới thái vũ môn liền lập tức bế quan tu luyện, mà rất nhiều người cũng nghe nói trầm tường muốn trong vòng nửa năm trùng kích cảnh giới cực hạn, báo danh tham gia vương giả võ đạo hội lần thứ hai nắm cái hồi thứ nhất được mà trong lúc này vẫn có rất nhiều người hướng về vương giả đại lục bên trong trùng muốn thử thời vận nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt là không có có vận may có thể nói đi người vẫn như cũ đều là trọng thương mà về đi vào vương giả đại lục tham gia vương giả kia võ đạo hội võ giả không có một cái tiến vào đến càng cao hơn thứ tự tuy rằng có mấy người có thể chống đỡ một quãng thời gian đến cuối cùng vẫn như cũ bị vương giả đại lục huyết mạch chiến sĩ đánh bại trầm tường hiện tại luyện đan đều sẽ tiến vào một cái phi thường kỳ diệu trạng thái tiến vào cái kia trạng thái sau khi liền chính hắn cũng khó nói rõ ràng cái kia là kiểu gì cảm giác tiến vào loại trạng thái kia lúc hắn luyện đan sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió giống như một chỗ một cái không gian bên trong luyện đan như vậy sẽ không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng trong thiên địa chỉ có hắn cùng lò luyện đan đây hẳn là tiến vào cảnh giới vong ngã tại, khi đó ở trong đầu của ngươi chỉ có luyện đan, đây quả thật là phi thường hiếm thấy nha. Tô Mị Giao Kinh Thán nói, hắn cực hạn luyện đan thời điểm, ba canh giờ là có thể luyện chế ra 40 lô, đây là đang đồng thời điều khiển hai cái lò luyện đan dưới tình huống, mà bây giờ hắn cũng là đồng thời dùng hai cái lò luyện đan luyện đan. Chỉ bất quá tốc độ chậm lại rất nhiều. Tại vương giả đại lục luyện đan thi đấu mặt trên, hắn tổng cộng luyện chế ra 40 lô ngũ hành chân nguyên đan, hiện tại hắn còn có 60 phân dược liệu. Hắn chỉ dùng một ngày liền quyết định tổng cộng là 1.000 hạt, không có thất bại quá một lần. Hơn nữa mỗi lần luyện đan thời điểm, hắn cũng có tiến vào vong ngã chi cảnh. Tại loại trạng thái kia hạ, hắn chỉ có không ngừng luyện đan ý thức lò luyện đan giống như cùng máu thịt của hắn nối liền cùng nhau như vậy. Để hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió khống chế lò luyện đan tình huống bên trong. Trầm tường hiện tại muốn dành thời gian đêm này một ngàn hạt ngũ hành chân nguyên đan tiêu hóa đi, đương nhiên, nếu như cầm bán ra. Nhất định có thể đạt được một khoản lớn của cải. Hắn đi tìm lão phong tử, không biết trong vòng nửa năm hắn có thể hay không bước vào cảnh giới cực hạn. Cổ đông thần nói rằng, vũ khai minh bởi vì ở một bên, thật bội phục hắn nhẫn nại lực dĩ nhiên có thể chịu được lão phong tử rằn vặt. Vũ Khai Minh cảm khái nói rằng, hắn là tiểu người điên, đương nhiên sẽ không sợ lão phong tử. Cổ đông thần lắc đầu nở nụ cười, trầm tường lại nhiều lần cầm một đại cái sọt ngũ hành chân nguyên đan tới tìm hắn. Hoàng Cẩm Thiên hiện tại đã chết lặng sẽ không lại ngạc nhiên. Nghe xong trầm tường giảng giải vương giả đại lục sau cuộc tranh tài, Hoàng Cẩm Thiên nhíu mày nói rằng, thời gian nửa năm. Này có điểm khẩn nha. Bất quá có thể thử xem, người cái kia ngũ hành huyền nguyên đan không muốn ăn trước tiên, lưu cho cuối cùng trùng kích cảnh giới cực hạn. Cảnh giới cực hạn cảnh giới thứ nhất chính là linh vũ cảnh. Chủ yếu tu luyện thần thức trầm tường đối với này không có áp lực nào bởi vì hắn có thần hồn. Điều này có thể để thần thức của hắn rất nhanh có thể đến tới cái gọi là cực hạn. Thần thức của ngươi rất cường đại, chỉ cần có thể bước vào chân võ cảnh cửu đoạn, có đầy đủ năng lượng đến áp xúc muốn bước vào cảnh giới cực hạn liền không khó rồi. Bởi vì tiến vào linh vũ cảnh thời điểm cần phi thường cường hãn thần thức đến phối hợp chân khí trong cơ thể, mở ra đi thông càng cao dài hơn đoạn cửa lớn. Vào lúc kia thần cùng vũ tương dung hợp, lượng lớn năng lượng sẽ từ cái kia phiến cửa lớn bên trong trào ra tiến vào thân thể của ngươi cùng thức hải. Cho nên, cảnh giới cực hạn võ giả so chân võ cảnh cường đại rất nhiều lần. Bởi vì tại đột phá thời điểm, phải nhận được lực lượng rất mạnh hoàng cẩm thiên hiện tại cũng tại cho trầm tường sắp xếp kế hoạch hắn dĩ nhiên muốn để đồ đệ của mình tại vương giả đại lục rực rỡ hào quang bởi vì hiện tại những người kia đều sẽ không cướp giật trầm tường võ công cho nên trầm tường tương lai sẽ không giống như hắn vậy sư phụ hiện tại bọn họ cùng ngươi không có ân oán ngươi có thể đi ra ngoài trầm tường nói rằng không thể ta đi ra ngoài lâu lắm dễ dàng bị phát hiện sư phụ của ngươi ta bây giờ hẳn là tại thiên giới thượng diện bất quá ta tạm thời còn không muốn đi tới thực lực bây giờ của ta tại phàm giới là vô địch nhưng lên tới mặt trên nhưng là một cái tiểu lâu la loại cảm giác này không tốt hoàng cẩm thiên nói rằng sư phụ lão nhân ra người lẽ nào phải ở chỗ này trốn cả đời trầm tường có chút không nói gì thấy hoàng cẩm thiên cả ngày không thấy ánh mặt trời trong lòng hắn cũng không chịu nổi Khà khà, tiểu quỷ ngươi này liền không hiểu được ta sẽ không chết già, ta thực lực như vậy lẽ ra nên tại thiên giới mới có thể trưởng thành. Nhưng hiện tại ta tại huyền cảnh bên trong cũng như thế có thể tăng lên, tuy rằng tốc độ chậm chạp rất nhiều, nhưng cũng có thể rất an toàn. Hơn nữa ta còn có thể để thái vũ môn kế tục tiếp tục phát triển ta sau đó có thể trợ giúp rất nhiều người an toàn vượt qua niết bàn kiếp nếu như không có ta. Tiểu đầu chọc bọn họ e sợ từ lúc niết bàn kiếp hạ biến thành cặn bà. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, "Hoàng Cẩm Thiên có báo trước niết bàn kiếp năng lực có thể làm cho nhân sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tại độ kiếp thời điểm có rất lớn nắm chặt, hắn ở lại phàm giới đúng là một cái nghịch thiên tồn tại, này bàn tính đánh cho đó là một cái vang rồi." "Tiểu quỷ, sau đó nữ nhân của ngươi, đồ đệ của ngươi cái gì muốn độ kiếp cứ đến tìm ta là được rồi." nếu như ngươi sau đó luyện đan lợi hại cho lão đầu từ ta làm mấy hạt hảo tiên đan cái gì cũng có thể ta có vô hạn tuổi thọ tại chỗ này chậm rãi háo cũng có thể được đến lực lượng đừng quên ta cũng vậy có âm dương mạch người hoàng cẩm thiên điên điên khùng khùng cười lớn lên trầm tường suy nghĩ một chút xác thực cảm thấy như vậy không sai sau đó hắn muốn độ niết bàn tiếp còn có tiết tiên tiên lãnh u lan cùng với đồ đệ của hắn bằng hữu đến thời điểm đều có thể tìm hoàng cẩm thiên hỗ trợ thiên cấp đan đối với sư phụ ngươi nên có chỗ hữu dụng chứ chỉ cần ta tiến vào cảnh giới cực hạn, thắng được số một là có thể đạt được một cái tạo hóa quả. Trầm tường cười nói, hắn sau đó có thể luyện chế tiên đan, đương nhiên sẽ không quên sư phó của hắn. Không nghĩ tới vương quyền tạo hóa quả dĩ nhiên để lại lâu như vậy. Nếu như ngươi tiểu tử chân có thể bước vào cảnh giới cực hạn. Nói không chắc hắn năm đó đạt được này tạo hóa quả liền tiện nghi tiểu tử ngươi hoàng cẩm thiên vuốt râu mép cười nói trầm tường nói rằng vương quyền chính là lão nhân kia tên sư phụ ngươi quen biết hắn sao hoàng cẩm thiên cười nói đương nhiên nhận thức ra hỏa này nhưng là một cái tử sĩ diện người đừng xem hắn bình thường phi thường ôn hòa hung tàn lên cũng là một cái phát rồ người điên năm đó hắn nhưng là ta mạnh nhất đối thủ ta vượt qua niết bàn tám kiếp thời điểm rồi cùng hắn đại chiến một hồi trầm tường vội vàng hỏi sau đó người nào thắng hoàng cẩm thiên cười to nói đương nhiên là sư phụ của ngươi ta ta nhưng là đem hắn một cái hàm răng toàn bộ xóa sạch lúc đó hắn vẫn là một cái rất anh tuấn thanh niên tấm kia xú mặt vẫn cứ bị hắn đánh thành đầu heo ha ha hoàng cẩm thiên lại điên cười lớn lên hắn là vương giả đại lục mặt trên mạnh nhất sao thật giống như là cái gì thần vũ điện bên trong trầm tường tò mò hỏi không sai hắn nhân vương huyết thống càng thuần so với ta sớm vượt qua niết bàn tám kiếp lúc đó hắn nhưng là được xưng phàm giới đệ nhất cường giả bất quá sau đó tên này hào vẫn bị ta đoạt đi cho nên hắn phi thường hận ta bất quá gia hỏa này bây giờ còn là niết bàn tám kiếp xem ra hắn không dám đối mặt thứ chín kiếp nha ha ha đại sư huynh của ngươi là đồ đệ của ta đã sớm phi thiên tiểu mao đầu là đồ tôn của ta hiện tại cũng là vượt qua niết bàn cảnh tám kiếp gia hỏa này nhìn thấy tiểu mao đầu khẳng định thật mất mặt niết bàn cửu kiếp vậy khẳng định là niết bàn kiếp bên trong chết người nhất. Có rất nhiều tên cường giả đều là tại một kiếp này vẫn lạc. Ta nghĩ cái kia tạo hóa quả hẳn là muốn thưởng thưởng cho hắn mấy cái đồ để cho nên mới tổ chức cái gì vương giả võ đạo hội. Hắn lấy trước kia chút lợi hại đồ đệ phòng trừng đều tại niết bàn kiếp bên trong chết rồi. Hắn bây giờ đồ đệ hẳn là mới thu đi. Hoàng Cẩm Thiên suy đoán nói. Không có Hoàng Cẩm Thiên cái loại này báo trước niết bàn kiếp năng lực, nếu muốn sống sót vượt qua, đây quả thật là rất khó. Tiểu quỷ cố gắng tu luyện đi, sư phụ hiện tại này phàm giới bên trong có thể là lợi hại nhất, hơn nữa ta còn có thể chế tạo ra một nhóm lớn cường giả. Kế hoạch ta đã nghĩ kỹ, hiện tại liền bắt đầu đi, có thể so với lần trước muốn khổ cực một điểm. Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, rất nhanh, này cấm địa phía dưới trở về tạo nên trầm tường cái kia thê lương hí vương giả đại lục nhân vương huyết mạch đã triệt để dương danh toàn bộ phàm vũ giới mặc dù biết báo danh tham gia vương giả võ đạo hội là muốn trọng thương nhưng vẫn như cũ có người người trước ngã xuống người sau tiến lên đi báo danh tham gia dù sao rất nhiều luyện võ người đều muốn khiêu chiến một thoáng này mạnh nhất trên đại lục võ giả đồng thời có thể kiểm nghiệm thực lực của mình đương nhiên cũng có một chút người là bính vận may nếu như bọn họ có thể đánh tiến vào trận chung kết nào sẽ có thể được đến một điểm tiếng tăm năm tháng trôi qua mọi người vẫn đang đợi trầm tường xuất hiện nhưng thủy chung là một chút tin tức đều không có cổ đông thần cùng vũ khai minh cũng chỉ là tại cái kia hố sâu bên cạnh nghe thấy trầm tường kêu thảm thiết biết trầm tường mỗi ngày đều đang tiến hành cái loại này tàn khốc mà thống khổ tu hành Trầm tường tại cấm địa bên trong vượt qua năm tháng, ngũ hành chân nguyên đan đã ăn hết tất cả, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ là đốt sáng lên 480 hạt chân nguyên hạt, chỉ có thắp sáng 500 hạt. Hắn mới có đầy đủ lực lượng, mở ra chính hắn đạo kia đi thông cực hạn cửa lớn, bước vào cái kia phiến cửa lớn sau khi đón lấy hắn liền muốn làm cho mình khắp mọi mặt tu luyện tới cực hạn. Cuối cùng là ngũ hành huyền nguyên đan, còn thiếu một chút, chỉ mong ngươi có thể thành công hoàng cẩm thiên thở dài một tiếng trầm tường có thể đi đến nhanh như vậy đã để hắn cảm thấy kinh ngạc bước vào cảnh giới cực hạn sau khi trầm tường đều sẽ lần thứ hai lột xác khi đó hắn sẽ càng cường đại hơn cho tới bây giờ hắn cần áp xúc chân khí nhiều vô cùng hơn nữa chân khí trải qua không ngừng áp xúc sau khi cũng sẽ trở nên phi thường cường hãn Tỷ như, hắn vừa bước vào chân võ cảnh thời điểm cần đem một tòa phòng ở áp xúc thành hạt gạo to nhỏ mới có thể thắp sáng một hạt chân nguyên hạt. Nhưng hiện tại hắn thì cần muốn đem một ngọn núi ép thành hạt gạo, trải qua không ngừng đè ép, chân khí chất lượng sẽ càng mạnh hơn, bên trong tạp chất cũng sẽ bị bỏ ra, mà phóng thích thời điểm. Cái loại này lực bộc phát càng là khủng bố cảnh giới càng là cao cần áp xúc chân khí thì càng nhiều hiện tại hắn liền quá kém nếu như đến sau đó niết bàn cảnh đây nhất định sẽ càng kinh khủng hơn chỉ cần ngươi mở ra cực hạn chi môn ngươi sẽ đặt được một cỗ phi thường bàng bạc chân khí đến thời điểm ngươi quang tiêu hóa cỗ lực lượng kia đều cần thời gian rất dài trầm tường gật đầu nói sư phụ cỗ chân khí kia là từ nơi nào đến ta bản thân không có nhiều như vậy nha khà khà đây là võ đạo ban cho ngươi thần bí đến tàn nhẫn ta cũng chỉ là nghe nói đó là võ đạo ban tặng võ giả để võ giả nghịch thiên mà đi lực lượng mỗi lần đột phá đều có ngươi tiến vào chân võ cảnh thời điểm chỉ là phi thường yếu ớt cho nên ngươi cảm ứng không tới hoàng cẩm thiên thần bí cười nói trầm tường đối với này không chút nghi ngờ hắn bây giờ đã bị hoàng cẩm thiên huấn luyện đến cả người là thương hơn nữa chân khí trong cơ thể cũng bị toàn bộ tiêu hao đi hắn ăn cái kia ngũ hành huyền nguyên đan đan dược lập tức tại trong cơ thể hắn hòa tan trước đó hắn ăn ngũ hành chân nguyên đan thời điểm những dược lực kia giống như dòng suối nhỏ như thế ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi mà bây giờ ăn ngũ hành huyền nguyên đan nhưng như từng cái từng cái to lớn sông lớn ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt trùng kích tứ chi bách hải ẩn chứa tinh khiết năng lượng phi thường kinh người này cùng hắn lần trước ăn cái kia quá thời hạn hàng không giống hắn lần trước tại huyền vũ huyền cảnh bên trong đạt được chính là phế đan mà này hạt nhưng là phẩm chất thượng thừa cách biệt vô số lần trước đây hắn đều là huấn luyện sau khi xong mới ăn ngũ hành chân nguyên đan khi đó dược lực ở trong cơ thể hắn khuếch tán đều không cần hắn luyện hóa nhưng hiện tại hắn không thể không vận chuyển thái cực hàng long công để tiêu hóa cái kia bàng bạc năng lượng đem lượng lớn vọt tới chân khí không ngừng hút vào trong đan điền luyện hóa hóa thành chính mình chân khí áp xúc tại ngũ hành thú như bên trong chân nguyên hạt bên trong. Cái kia ngũ hành huyền nguyên đan giống như là thái dương này hỏa cầu lớn như vậy tại trầm tường trong đan điền, không ngừng hướng về tứ phương dâng trào năng lượng. nhấc lên từng đợt năng lượng bão táp mười phần hoảng sợ. Không hồ là địa cấp thượng phẩm đan, nếu như tiểu tử này cũng có thể một cái sọt một cái sọt luyện chế ra cái kia tam giới đại chiến đến thời điểm. Những này yêu ma căn bản là cha cha hoàng cẩm thiên kinh thán đảo hắn đương nhiên nhìn ra được trầm tường nắm giữ nhanh chóng trồng lượng lớn linh dược năng lực hắn liền hoài nghi là trầm tường ngưng tụ xuất cái loại này hoàng kim chất lỏng đó là trầm tường bí mật trầm tường chính mình không nói hoàng cẩm thiên cũng sẽ không đi hỏi giống như hoàng cẩm thiên chính hắn có rất nhiều bí mật trầm tường mặc dù hiếu kỳ nhưng là không có đi hỏi hắn mười ngày trôi qua hoàng cẩm thiên cười nói xem ra đã vượt ra khỏi cũng còn tốt tiểu tử này thân thể được tiêu hóa đến nhanh bằng không chỉ ít còn muốn hơn nửa tháng trầm tường cũng không hề cảm giác được thời gian trôi qua hắn chỉ là điên cuồng đem chân khi áp xúc tại cái kia ngũ tôn thú như bên trong để những ngày lờ mờ hạt nhỏ sáng lên hào quang đến bất chi bất giác hắn từ ngũ hành huyền nguyên đan bên trong thu được năng lượng liền để hắn ngưng tụ hai mươi hạt chân nguyên hạt hắn bây giờ cái kia ngũ tôn thú như bên trong đều các sáng lên 100 chân nguyên hạt. Hiện tại hắn đã có đầy đủ lực lượng đi mở ra cái kia phiến thần bí cực hạn đại môn. Trầm tường thân thể đột nhiên run rẩy lên, thân thể dâng trào xuất vô sắc hào quang. Điều này làm cho Hoàng Cẩm Thiên nhìn ra âm thầm chắc lưỡi. So đại sư huynh của hắn đột phá lúc muốn sáng nhiều lắm. Hoàng Cẩm Thiên nhìn phía trên. Này vốn là một cái rất sâu hơn nữa tràn ngập hắc ám hố lớn, nhưng hiện tại Trầm Tường thả ra những này ngũ sắc hào quang nhưng dường như suối phun như vậy, trực tiếp phun ra đến. Tuôn ra mặt đất rất cao địa phương. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh cảm ứng được sau khi, vội vàng bay tới, nhìn hố lớn cái kia dường như núi lửa bạo phát bình thường dâng trào đi ra ngũ thải hà quang. Đều khiếp sợ tại loại này đồ sộ kỳ cảnh bên trong, bọn họ rất nhanh sẽ đoán được là Trầm Tường bước vào cảnh giới cực hạn. Bởi vì trước đó bọn hắn đều gặp gỡ sư phó của bọn hắn đột phá một cảnh giới lớn lúc đều gần như. Trầm tường căn bản không biết chuyện gì xảy ra, khi hắn đem 500 hạt chân nguyên hạt thắp sáng thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thần thức đột nhiên chính mình dâng lên. Cùng chân khí tụ hợp lại một nơi, dung hợp thành một loại năng lượng phi thường kỳ dị, sau đó tại hắn trong đan điền muốn nổ tung lên, nhưng hắn lại không cảm giác được đau đớn chỉ cảm giác mình trong đan điền xuất hiện một cái rất lớn thế giới lóe lên kim quang cửa lớn mở ra cực kỳ bàng bạc năng lượng mênh mông cuồn cuộn từ cửa lớn tuôn ra tiến vào đan điền của hắn bên trong cảm nhận được cỗ năng lượng này còn lại theo bản năng vận chuyển thái cực hàng long công điên cuồng áp xúc lúc này hắn áp xúc chân khí tốc độ dĩ nhiên cũng trở nên nhanh chóng cực kỳ mà những năng lượng kia cũng phi thường dịu ngoan có thể bị hắn phi thường dễ dàng ép vào ngũ hành thú như bên trong biến thành chân nguyên hạt. Trầm tường thân thể dâng trào lượng lớn ngũ thải hà quang, hình thành kỳ dị đồ sộ dị tượng bất quá kéo dài thời gian không lâu. Những này ngũ thải hà quang đã bị thu trở lại lần thứ hai tiến vào trầm tường trong thân thể. Không bao lâu nữa, này tiểu người điên thì có thể làm cho toàn bộ phàm vũ giới long trời lở đất rồi. Khà khà, hiểu được nhìn la, Hoàng Cẩm Thiên vừa cười, một bên dùng hỏa nướng một con cự nghiêu trầm tường không nghĩ tới này võ đạo ban tặng năng lượng của hắn dĩ nhiên sẽ nhiều như thế cuồn cuộn không ngừng hơn nữa những năng lượng này phi thường ôm dung là có thể bị hắn chiếm vì bản thân có giống như nguyên bản chính là hắn như vậy chỉ bất quá bây giờ bị hắn thu lại rồi cổ đông thần cùng vũ khai minh tại cái kia cấm địa hố sâu bên cạnh qua lại đi tới đầy mặt lo lắng bởi vì bây giờ cách báo danh tính đến thời gian còn có 3 ngày, bọn họ biết Trầm Tường đã bước quá một đạo phi thường gian nan khảm, hẳn là tiến vào cảnh giới cực hạn. Nhưng đến bây giờ nhưng vẫn không có tới. Trầm Tường điên cuồng hấp thu cái kia võ đạo ban tặng lực lượng đã có một đoạn thời gian rất dài, gần như 20 ngày. Nhưng hiện tại nhưng vẫn không có hấp thu xong, có thể thấy được cỗ năng lượng này là cỡ nào khổng lồ lại qua hai ngày cổ đông thần cùng vũ khai minh vẫn còn đang nơi này không có rời đi lúc này là đêm khuya đêm đen nhánh không tô điểm mỹ lệ tinh quang trăng sáng treo cao ánh trăng như tẩy cổ đông thần đang nằm tại mặt cỏ mặt trên nhìn mỹ lệ tinh không lại đột nhiên hắn nghe được trong hố sâu quanh quần một đạo tiếng gào này tiếng gào là trầm tường trùng khí sung túc hơi thở dài lâu cái kia sóng âm bên trong giống như bí mật mang theo một cỗ phi thường cường hãn lực lượng chấn động không khí trở lại tại cái kia trong hố sâu dĩ nhiên chấn động đến mức mặt đất hơi run nghe được trầm tường cái kia kích động tiếng gào cổ đông thần cùng vũ khai minh cũng kích động lên từ thanh âm này bọn họ là có thể khẳng định trầm tường bước vào cảnh giới cực hạn trầm tường mở mắt sau khi đầu tiên là phát ra một tiếng giống to phát tiết trong cơ thể mình cái cỗ này lực lượng mạnh mẽ khí tức sau đó đó là phát sinh điên điên khùng khùng ác tâm tiếng cười nghe được loại người như hắn tiếng cười hoàng cẩm thiên cũng phong cười lên mà vũ khai minh cùng cổ đông thần bọn họ nghe được sau khi lại hết sức đau đầu bọn họ biết nếu như trầm tường một khi cũng trở nên điên như vậy không bao lâu nữa này phàm vũ giới rất có thể cũng sẽ bị trầm tường quấy nhiễu long trời lở đất mẹ kiếp cỗ năng lượng này thực sự là đạt được nhiều dọa người trầm tường bên trong đan điền nguyên bản chỉ đốt sáng lên 500 hạt chân nguyên hạt. Nhưng ở hắn luyện hóa cái kia võ đạo ban tặng lực lượng sau khi dĩ nhiên có 5.000 hạt đầy đủ có thêm gấp 10 lần nhưng thực lực nhưng không chỉ là tăng cao gấp 10 lần. Mà là càng nhiều càng nhiều. Bởi vì thắp sáng chân nguyên hạt càng nhiều đến mặt sau lại càng là khó có thể thắp sáng cần áp xúc chân khí rất nhiều. Cho nên hắn ở phía sau ngưng tụ những chân nguyên kia hạt đều là áp xúc nhiều vô cùng chân khí. Khà khà, ngươi biết là tốt rồi. Ngươi là tu luyện ngũ hành chân khí, cho nên ngươi đạt được năng lượng là những người khác năm lần. Ở điểm này diện ngươi là so với mấy cái kia nắm giữ nhân vương huyết mạch gia hỏa có yêu thế. Đặc biệt là đến mặt sau, ngươi là có thể thể nghiệm đến đồng thời tu luyện nhiều loại thuộc tính chân khí chỗ tốt rồi. Hoàng Cẩm Thiên cười nói. Trầm tường gật đầu, hắn hơi hít một hơi, hỏi. Còn có bao nhiêu thiên hết hạn báo danh? Đại khái còn có một ngày ngươi sau đó hay nhất tại cái giai đoạn này mặt trên dừng lại một quãng thời gian, thần thức của ngươi bản thân cũng rất mạnh, khởi điểm rất cao. Cho nên ngươi thần thức cực hạn trạng thái khả năng cũng rất cao. Nếu như ngươi có một ngày tu luyện thần thức mà sinh ra cái gì kỳ quái đồ vật vậy sẽ là của ngươi bản mạng vũ hồn, thứ này ta không nói với ngươi quá nhiều. Đến thời điểm chính ngươi sẽ hiểu. Hoàng Cẩm Thiên dặn dò tuy rằng ta dùng một ít phương pháp huấn luyện có thể làm cho ngươi căn cơ càng vững chắc nhưng vẫn là không đủ bởi vì ngươi tăng lên đến vẫn là quá nhanh cho nên ngươi ngàn vạn muốn được tại hiện tại cái giai đoạn này dừng lại một đoạn thời gian rất dài trầm tường chăm chú gật đầu nói sư phụ ta sẽ nhớ kỹ tốt lắm cút nhanh lên trên hoàng cẩm thiên tiếng nói vừa dứt trầm tường hai chân liền dâng trào xuất hai đám hỏa diễm bộc phát ra một cỗ phi thường cường đại nhiệt khí hình thành một loại rất lớn thôi động lực để Trầm Tường trong nháy mắt bay vọt đến bầu trời, bởi vậy, hắn là có thể phòng ngừa Hoàng Cẩm Thiên đá lên. Bước vào cảnh giới cực hạn sau khi, Trầm Tường hỏa diễm tăng lên đến rõ ràng nhất, bởi vì hắn Thiên Dương Hỏa Hồn là cần rất mạnh chân khí mới có thể phát huy xuất lực lượng càng mạnh được. Tiểu tử này cánh biến cứng rắn ma, Hoàng Cẩm Thiên cười mắng một tiếng. Cổ Đông Thần cùng Vũ Khai Minh đột nhiên cảm ứng được một cỗ nóng rực lên kéo tới, chỉ thấy một đạo ánh lửa bỗng nhiên từ trong hố sâu bay vụt đi ra, bọn họ ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy Trầm Tường hai chân mặt trên thiêu đốt hỏa diễm, hai chân phía dưới càng là không ngừng bàng bạc xuất hai đạo nóng rực hỏa khí, để hắn trôi nổi trên không trung. "Tiểu tử, nhanh hạ xuống báo danh, thời gian không nhiều rồi." Vũ Khai Minh hô, thấy Trầm Tường trở nên mạnh mẽ, trong lòng hắn cũng kích động. Cổ đông thần cười ha ha. Không bao lâu nữa chúng ta là có thể thấy vương giả đại lục mặt trên những này nắm giữ nhân vương huyết mạch bị đánh đến tè ra quần. Nếu như không phải là bị hai người sư điệt này gọi lại. Trầm tường hiện tại vẫn đúng là muốn thử xem hắn chu tước hỏa cánh có thể có bao lớn, bởi vì Tô Mị dao từng nói, thực lực càng mạnh là có thể trở nên càng lớn, có thể dương cánh ngàn dặm Nhào động to lớn hỏa cánh thậm chí có thể nhấc lên từng đợt hỏa long quyền phong, lực sát thương rất rộng trầm tường sống ở phía dưới nửa năm hắn vừa lên đến chuyện thứ nhất chính là tắm tẩy quá táo sau khi hắn cũng không ngủ được bước vào cảnh giới cực hạn sau khi hắn tinh thần sung mãn hiện tại hắn liền bắt đầu luận võ hơn nửa đêm nghe thấy có người tại rên lên cười nhỏ hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra một tiếng âm thanh cười to ở trong vòng nghỉ ngơi ngô thiên thiên cũng bị này thức tỉnh Mấy ngày qua nàng cũng đều đang đợi Trầm Tường trở về, nàng muốn nhìn đến Trầm Tường tại Vương giả võ đạo hội mặt trên rực rỡ hào quang, hiện tại nàng biết Trầm Tường trở lại. Hơn nữa còn cao hứng như vậy, nhất định là bước vào cảnh giới cực hạn. Nghĩ đến điểm này, Ngô Thiên Thiên trong lòng thở dài trong lòng. Bởi vì nàng mình và Trầm Tường chênh lệch lại tương kém một đoạn lớn, nàng đã quyết định các loại vương giả võ đạo hội sau khi chấm dứt cứ dựa theo đan trưởng lão lưu lại địa đồ đi một chỗ. Đan trưởng lão từng nói ở nơi đâu có thể làm cho nàng trở nên càng mạnh hơn. Trầm Tường vội vàng rời khỏi Thái Đan Vương viện, theo Vũ Khai Minh cùng Cổ Đông Thần bước vào truyền tống trận. Đi tới Vương giả đại lục, báo danh tham gia Vương giả võ đạo hội. Báo danh sau khi chính là một cái đánh nhau kiểm tra, thông qua kiểm tra này sau khi, liền tiến vào cửa thứ hai. Đạt được điểm có thể xếp nhập 50 vị trí đầu là có thể tiến vào đến cửa thứ ba trầm tường hơi không kiên nhẫn mà nói rằng tiểu đầu chọc đây là cái gì võ đạo hội không phải luận võ sao từ đâu tới nhiều như vậy quan ai không có biện pháp ta còn là lười cùng ngươi phí miệng lưỡi ngược lại tiểu sư thúc đến thời điểm cũng sẽ biết vũ khai minh nói rằng vũ khai minh chính là tại thần vũ đại lục phụ trách tiếp thu báo danh công tác hắn đem trầm tường thủ tục công việc hảo sau khi liền mang theo trầm tường đi tới một cái to lớn luận võ trên sân cái này luận võ tràng vô cùng lớn lao. Liền ngay cả trầm tường hiện tại nhãn lực đều không thể nhìn thấy quảng trường biên giới. Lúc này mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Nắng sớm chiếu rọi tại này hùng vĩ to lớn diễn võ trường bên trong có vẻ mười phần đồ sộ trầm tường biết được cái này diễn võ trường mặt trên đã tiến hành nhiều vô cùng thứ luận võ. Tùng mỗi cái đại lục những thiên tài này võ giả huyết dịch trầm tường không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự bước vào cảnh giới cực hạn này có thể là việc tốt nha một lão già đột nhiên xuất hiện đây chính là đã từng bị hoàng cẩm thiên xóa sạch một cái hàm răng vương quyền vương quyền cao hứng phi thường bởi vì trầm tường tham gia vương giả này võ đạo hội hắn thì có cơ hội để trầm tường xấu mặt bởi vì hắn đối với nhân vương huyết mạch rất có lòng tin hắn vững tin cho dù là tu luyện thái cực hàng long công trầm tường cũng nhất định sẽ bị đệ tử của hắn ngược đến thê thảm không nỡ nhìn thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau